Hôm nay lên thêm một mã trợ sáng mới cho anh em nhé, trợ sáng L4X đó, hàng của BMW, chip LED SDT anh em nhé. Con này giá mềm hơn, ánh sáng cực kỳ là ngon. Bây giờ anh em nhìn một chiếc xe máy đang đi qua này, anh em nhìn này, đó, ánh sáng rất là mập mờ đúng không? Đó, đó. Chỉ cần thêm một chiếc L4X này, ánh sáng này nó khác biệt hoàn toàn luôn. Bây giờ em sẽ đợi thêm một chiếc xe nữa đi qua nhé. Đây là một chiếc ô tô này anh em nhìn này, ánh sáng bóng halogen này, hai bóng luôn này, rất là tối đúng không anh em? Đó, thêm một chiếc L4X này, đó, được chưa? Chỉ cần một chiếc L4X ST này thôi, ánh sáng nó thực sự khác biệt rồi. Ok chưa? Rất là rót nhé anh em nhé, vừa rót mà lại vừa tỏa luôn. Đó, ánh sáng chiếu rất là ngon anh em. Trong cái tầm giá thì cái con này nó là quá ngon luôn. Anh em đi tour đi phượt thoải mái. Anh em nhìn ánh sáng này, quá là ngon luôn anh em. Cực kỳ xứng đáng đồng tiền bát gạo. Đấy, tầm trung thì anh em lựa chọn con L4X 9 ST này là ngon nhất. Hàng bên mình bảo hành 6 tháng lỗi 1 đổi 1 nhé. Đó, lỗi là đổi mới cho anh em luôn. Đó, ok chưa anh em? Uy tín chất lượng, hàng đẳng cấp ấy. Ok nhé. Anh em mua hàng thì kích vào trong giỏ hàng nhé. Giá cả cực kỳ là yêu thương cho anh em. Ok.